Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Cũng đến sắp đến Tết rồi ha. Thì nếu mọi người đang có nhu cầu lắp đặt một bộ dàn karaoke, cũng như là mọi người đang có nhu cầu mà nâng cấp cái dàn karaoke hiện có của mình á, thì clip này là dành cho mọi người đó. Mình trong clip này thì mình sẽ tổng quan hết lại những chức năng của các sản phẩm trong một bộ dàn karaoke hiện có là gì, và những cái hiểu nhầm thường hay mọi người hay mắc phải trong cái việc mà đầu tư dàn karaoke cũng như nâng cấp dàn karaoke. Bắt đầu thôi. Đầu tiên, một dàn karaoke nó sẽ gồm những gì? Đây, mình đang có sẵn, mình đang ngồi ngay tại showroom đây. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người từng cái, nó rất là chi tiết, rất là cụ thể cho mọi người biết luôn ha. Rồi, đầu tiên là loa, chắc chắn rồi. Loa karaoke thường nó sẽ có hình dáng hai kiểu. Đầu tiên là nếu mà cái kiểu hiện đại nhất hiện nay nó là sẽ kiểu như thế này. Đó là đứng, bass đây, chép đây ha. Đây cũng vậy, bass đây, chép đây. Bass đây, chép đây. Rồi, phía trên cũng vậy. Mọi người có thể để ý ha. Đó những cái loa mà karaoke thường nó sẽ mà kiểu theo kiểu mới á, mà khách mà hay cái dùng cái từ gọi là loa full range á, thì nó là dòng như thế này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những cái dòng karaoke truyền thống ngày xưa nó sẽ như thế này. Truyền thống ngày xưa nó sẽ là nằm ngang như thế này nha mọi người ha. Là nó sẽ có bass đây, chép đây. Con này thì ba đường tiếng, nó có thêm cái mid nữa. Con kia cũng vậy, con kia cũng bass ở giữa và chép hai bên. Đó, mọi người có thể thấy đây là những dòng truyền thống ha, đó, nằm ngang truyền thống. Và còn những dòng nãy mình giới thiệu là dòng đứng đó. Thì đó là những dòng karaoke mà thường hay được sử dụng ở trong bộ dàn karaoke mọi người. Vì là những cái dòng loa này thường là những dòng loa chưa có công suất, nên nó phải có một cái gì đó để nó nuôi công suất cho nó, để nó khuếch đại tiếng, để nó đưa ra loa. Thì nó bắt đầu nó đến cục đẩy ha, mọi người ha. Thì bắt đầu nó sẽ đến cục đẩy. Cục đẩy nó sẽ có watt, nó sẽ có công suất bên trong này, để nó khuếch đại cái tiếng lên để đưa ra loa. Đó, thì đây là một cái cục đẩy crowd đi ha. Rồi, đó, đây là một cái cục đẩy. Mọi người cứ hiểu nôm na, cục đẩy đó là cung cấp công suất cho cái loa đó, để nó kêu được. Cái loa muốn kêu được phải có cái này. Rồi, thứ ba nữa là mọi người sẽ đến một cái vang số. Một cái vang số này sao? Vang số, nếu mà nói tiếng Anh nó sẽ là digital mixer á, mixer digital á. Thì nó là một cái bộ trộn đi ha, thì tiếng Việt nó mà đúng chuẩn ra là sẽ là một bộ trộn kỹ thuật số. Tức là nó sẽ tập hợp tất cả những nguồn đầu vào để nó đưa ra loa. Nguồn đầu vào mà cái này xử lý được gồm những gì nè. Micro nè, cũng đưa vào đây nè. Âm thanh mà từ trên TV xuống á, mọi người chẳng hạn, hoặc là từ đầu karaoke hoặc từ TV nè, là nó xuống là nó qua cái này luôn. Sau khi nó trộn hết tất cả các tín hiệu lại đó, rồi bắt đầu nó sẽ qua cục đẩy để nó khuếch đại lên, nó đưa ra loa ha mọi người ha. Thì thành phần này là một cái thành phần gọi là rất là quan trọng, là trái tim trong cái bộ dàn karaoke đó. Và cuối cùng là đến micro ha. Thì bây giờ dàn karaoke họ sẽ xài micro không dây rất là nhiều. Thì nó sẽ bao gồm một cái cục thu như thế này, có hai cái râu như này, hai cái anten như này, một cái bộ thu như này và hai cái tay mic không dây. Thì cứ mỗi cột sóng như này là thể hiện cho một cái micro. Đó, mọi người thấy rất là đơn giản thôi, không có gì khó hết á. Một cục thu để nhận tín hiệu. Cái này nó sẽ cắm dây vô cái mixer này nè. Đó. Xong rồi có xe 2 mic không dây nữa là xong. Rồi nếu mà mọi người muốn âm trầm nó nhiều hơn thì thường nó sẽ có một cái phần bổ trợ thêm là có những cục súp ở dưới nữa. Cục súp mà mọi người cứ để ý thì một súp là nó những cục nó dưới đất như vậy nè. Nó sẽ hơi thô một xíu, nó sẽ hơi vuông như vậy. Rồi nó cao, đó. Thế này nó dẹp dẹp như thế này cũng có. Hoặc cái súp bơ kia thì nó đứng kiểu đó. Đó, mọi người thấy không? Đó, thì đó là những cái súp. Súp thì nó để tạo âm trầm thôi, để cho nó cái tiếng mình nó sôi động hơn, cái tiếng nhạc mình ra sôi động hơn, cái giọng mình nó trầm bấm hơn thôi. Nó chỉ là bổ trợ cho bộ dàn karaoke thôi nha, chứ không có nó vẫn hát karaoke được, nhưng mà đây là bổ trợ thêm cho nó hay thêm thôi. Đó, mọi người để ý ha. Rồi, đó là những cái thiết bị cần thiết nhất cho mỗi bộ dàn karaoke. Ngoài ra đương nhiên nó có thể thêm đầu karaoke nữa. Tuy nhiên đầu karaoke thì là nó cũng giống như súp á, nó là một option thêm. Mọi người muốn nó pro, nó chuyên nghiệp hơn thì mọi người xài. Mọi người thấy nó tốn chi phí quá, mọi người thấy nó cũng không cần thiết, mọi người hát trên TV, YouTube không à, thì mọi người cứ hát trực tiếp từ TV xuống là được, không cần đâu karaoke ha mọi người ha. Rồi, tiếp đến cái phần là cái phần mà hay cái hiểu nhầm á, khi mà mọi người mua dàn karaoke á, thì đầu tiên sẽ là nếu mà mọi người đầu tư một cái dàn karaoke nha, mình nhấn mạnh là karaoke mới, thì mọi người đừng đầu tư cái loa cột xem phim nghe nhạc để hát karaoke. Mọi người nên đầu tư những cái loa như mình vừa rồi mình chia sẻ đó. Những cái loa đó mới là loa hát karaoke. Còn như cái loa cột như mình đã đầu giới thiệu đây sẽ là những cái loa vừa nghe nhạc vừa xem phim thôi, không phải loa karaoke hả mọi người ha.
Ok, đây là cái những cái dòng loa mà mình đã nói ha. Những dòng này là những dòng loa đứng để xem phim và nghe nhạc. Thì mọi người khi mọi người đầu tư dàn karaoke, mọi người nên tránh đầu, nếu mà mọi người từ đầu nha, mình đang nói đầu tư từ đầu một dàn mới á, thì mọi người tránh mua những dòng như thế này để làm dàn karaoke. Lý do thì mình sẽ giải thích luôn đây. Đây, mọi người phim có thể quay gần lại một xíu, mọi người để ý ha. Mọi người nhìn cái màng loa đó này. Nó là một cái màng loa cao su nha mọi người. À, cao su thì mọi người biết rồi đó. Nó sẽ mềm hơn, dẻo hơn và nó cái độ mà cái độ di chuyển của nó sẽ nhiều hơn. Còn những cái loa karaoke, nếu mọi người coi những clip mà đập thùng của bên Thiên Vũ á, mọi người sẽ thấy những cái loa chuyên karaoke thì cái màng của này của nó này, nó sẽ là làm bằng gân giấy. Mà giấy thì nó sẽ cứng, dao động nhanh hơn. Đó thì nó sẽ chịu tải được hơn so với cái màng này. Đó, màng gân giấy nó sẽ chịu tải tốt hơn thì bắt đầu nó mới hát được. Còn cái này chỉ nghe nhạc thôi mọi người. Nếu cái này mọi người cố tình mọi người hát vô á, thì thời gian sau á, cái củ loa cái màng này nó sẽ dễ bị nhũn nè. Nó nhũn ra, thời gian nó nhũn ra, nó sẽ không còn đạt được chất lượng âm thanh ban đầu nữa. Mình hát những con này là bao nhiêu mình vừa hát mình vừa phá loa luôn đó mọi người. Đó nên là mọi người để ý giùm mình ha. Đó, không nên mua những loại này. Rồi tiếp, những loại này là một loại mồi, những cái dòng như thế này nữa nè, mọi người cũng đừng đầu tư nè. Đó, những dòng nhỏ xíu như thế này không hát nghe nhạc thì có thể hay đó, nhưng mà không hát được nha. Không phải cái loa nào, mọi người đừng tránh đầu tư những cái dòng như thế này để karaoke. Rồi mình còn thấy những khách mua cả sao ba để hát karaoke nữa, hỏi có hát karaoke được không thì không thể hát được. Những dòng nhỏ xíu như này thật ra đeo ở nhà nó rất là gọn, rất là đẹp đó, nhưng mà nó không hát karaoke được mọi người ạ. Thật ra không phải mỗi cái dòng sản phẩm loa nó đều sinh ra, nó đều có một cái chức năng cả, và nhà sản xuất ra nó đều có một cái chức năng riêng, và mình phải sử dụng đúng cái chức năng đó dành cho cái sản phẩm đó, chứ không thể nào mình dùng sản phẩm loa nghe nhạc xem phim mà chuyển qua karaoke và ngược lại được ha mọi người ha. Có một cái ví dụ thì mình sẽ ví dụ cho mọi người về xe đi, mọi người dễ hiểu hơn. Một cái xe tay ga đi trong đường thành phố, đi trong nội đô thôi. Còn nếu mọi người đã đi bắt đầu đi ra ngoại thành rồi, đi đèo, đi đường quãng dài ấy, đi quãng dài ấy, thì mọi người phải đi những chiếc xe số, những chiếc xe côn tay thì nó mới hỗ trợ cho mọi người đi được, thì nó mới dễ đi hơn, thoải mái hơn. Chứ còn nếu mà tay ga mà mọi người mà đi phượt chắc là cái con tay ga nó cũng đi sớm rồi. Tương tự như loa karaoke và loa nghe nhạc xem phim lúc nãy mình nói thôi, thì cái loa di động cũng vậy, không phải loa di động nào cũng hát karaoke được ha mọi người ha. Đây mình sẽ cho mọi người coi cái loa di động nào mà không hát karaoke được. Đây, những dòng Marshall như vậy, rồi audio roll như vậy, nghe nhạc rất hay. Mình công nhận nghe nhạc những dòng này rất hay, rất đẹp, thẩm mỹ thời trang, nhưng mọi người không thể hát trên cái này được, gọi là không thể hát luôn. Cho dù những dòng này nó có lỗ cắm 3.5 hoặc là 6.3 để dành cho đưa mic tiếng mic vô, nhưng nó củ loa nó sản xuất ra cũng không phải là để ca, mà cái đó nó chỉ đưa vào để khi mọi người nói chuyện, mình mọi người muốn thông báo một cái gì đó thôi, để mọi người nói thôi. Chứ còn cái này không thể hát karaoke được ha mọi người ha, bởi vì cấu trúc củ loa rồi các dải tần số của nó không đáp ứng cho việc hát karaoke, nên là những dòng này cho dù nó hay thì cũng không phải karaoke được ha mọi người. Những dòng nào là karaoke được thì nó phải có sự đặc biệt và hãng sản xuất ra nó phải để dành cho hát, chẳng hạn như những dòng này. Đây, mình cho mọi người coi. Đây, những dòng như Electro Voice Evos, dòng này chắc chưa có ở Việt Nam đâu. Cái này hàng sách tay, bên mình sách tay về. Những dòng này là những dòng karaoke được nè mọi người, bởi vì cái củ loa của nó đáp ứng được cho việc karaoke. Tương tự đó, một cái dòng mà bên mình cũng bán khá là nhiều dành cho karaoke, đó là dòng S-Pro đây, Bose S-Pro, cũng là dòng karaoke được. À, vì củ loa của nó dành cho karaoke được, đưa cái tiếng hát vô được thì nó hát được. Còn không phải là về kích thước nha, không có thể mọi người nghĩ là sao bên Thiên Vũ lại mình lại ví dụ cho một cái loa nhỏ, một cái loa to. Không, to nhỏ không quan trọng nha mọi người. To chẳng hạn như to như cái này luôn đi, một cái dòng của Boston Acoustic, mọi người thấy nó giống không? Nó giống cái gì không? Nó giống với con JBL bạc tí bóc á mọi người. Nó giống con JBL bạc tí bóc 710 với 1000 á. Tất cả những dòng mà đứng như vậy, mọi người thấy không? Củ loa cũng bự không? Thậm chí sản xuất con này nó còn có mic đi theo luôn, nhưng mà dòng này cũng không hát được nha. Cái mic đi theo thật ra là nó để thông báo nói chuyện này kia thôi, chứ còn hoặc là kiểu đọc rap này kia thôi. Nếu anh chị nào cố gắng lắm thì nó có thể đọc rap được thôi,
chứ còn dòng này hát karaoke không nổi. Nó không hỗ trợ để hát karaoke, mọi người đưa tiếng mic một cái là nó bị gom tiếng liền à. Giống kiểu như những dòng bạc tí bóc bên mình hay nói, những dòng bạc tí bóc, và mình cũng đã giải thích với khách rất là nhiều rồi. Cái dòng bạc tí bóc á, khi mình cắm mic vô, tiếng mic nó bị gom lại thế này này, nó chút xíu à, cái âm thanh nó bị hẹp lại, nghe tiếng rất là kỳ, rất là khó hát. Nó khác hoàn toàn khi tiếng mic mà khi mọi người cắm vô S1 Pro hoặc là những cái dòng mà chuyên hát cũng của JBL luôn, như những dòng như là JBL Aeon Compact này, những dòng như Aeon MK2 này, đó là những dòng sinh ra để hát. Còn bạc tí bóc, ngay cả trong cái quảng cáo bạc tí bóc của bên JBL á, thì họ cũng test nó để phát nhạc chứ không phải là karaoke, nên hãng sinh ra cái loa đó để phát nhạc EDM rồi nhạc sôi động này kia cho mọi người bạc thi, nhưng mà hoàn toàn không có cái karaoke trong đó. Mọi người để ý ha. Ok, và phần cuối cùng mình sẽ nói về dành cho những khách hàng nào mà muốn nâng cấp dàn karaoke, tại vì mình cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi về vấn đề này, nhờ tư vấn xem nên nâng cấp như thế nào và ra làm sao, thì mình sẽ chia sẻ luôn về cái vấn đề nâng cấp dàn karaoke. Tất cả những vấn đề liên quan đến dàn hát không có hay nè, tiếng không có hút nè, mic bị rú rít nè, rồi tiếng bị ù, rồi súp ù, hoặc tiếng mic bị phô, tất cả những cái thể loại mà nó nhạc nó chưa hay, hát chưa hay, hát không hút mic hoặc là gì đó, thì tất cả những cái đó là do ông này, là do ông vang số này nha mọi người ha. Nếu mọi người đang xài âm ly thì là do cách cân chỉnh trong âm ly, nếu mọi người đang xài vang cơ thì là do cách mọi người cân chỉnh trong vang cơ, và nếu mọi người đang xài vang số thì là do cách mọi người đang chỉnh cái gì trong vang số này chưa đúng nên nó mới tạo ra những hiện tượng đó, hú rít, rồi nói chung là nặng nhẹ, hát nặng hát nhẹ, hơi tiếng nhạc nó như thế nào đó là do này hết. Bởi vì là cái ngành karaoke này, cái vang số này nó cho chỉnh toàn bộ trong đó, chỉnh cả tiếng nhạc, chỉnh cả tiếng mic, chỉnh cả kênh fade, kênh nét, nói chung là đầy đủ hết trong đó rồi, chỉ có cái là chỉnh chưa đúng thì nó chưa hay thôi. Mọi người chẳng hạn như có nhiều khách ra đi cái bộ dàn của mình hát mic bị hú, xong mọi người qua Thiên Vũ mọi người mua cái mic khác, lý do là mic bị hú là do cái này chứ nó không do mic. Tất cả những gì mình đang nói bây giờ là do setup chưa đúng, hoàn toàn không phải do thiết bị của mọi người hư hay không hư. Thì thay sản phẩm là khi nào? Khi thứ nhất á, chẳng hạn như ví dụ mọi người muốn thay loa đi ha, là khi và chỉ khi thứ nhất thiết bị của mọi người hư thì mọi người hãng thay, loa hư thì thay loa, súp hư thì thay súp, cục đẩy mà không lên nguồn thì thay cục đẩy, ok vang số mà không lên nguồn thì thay, micro hát không được không kêu nữa mà không lên nguồn rồi thay. Thì khi nào hư hãng thay nha mọi người ha. Còn khi bắt đầu khi nếu mà không hư mọi người có thể tận dụng lại hết. Còn nếu mọi người muốn nâng cấp dàn á, thì khi và chỉ khi thứ nhất á, dàn đó, ví dụ như dàn đó quá nhỏ so với nhà của mọi người, nhà mọi người lớn quá, mọi người muốn công suất nó nhiều hơn, mọi người muốn cái loa nó bự hơn cho nó tiếng âm thanh nó đã hơn, ok thì mọi người thay loa thay đẩy này kia để cho công suất nó đáp ứng tốt hơn. Dàn mà nghe chưa hay, mọi người đi thay loa mà mọi người chưa kiểm tra lại các thành phần setup trong đây, mọi người thay loa thì thật ra nó không có tác dụng gì hết. Bởi vì nhiều khi hay dở đó nó không đến từ cái loa mà nó đến từ những cái cấu hình của mọi người, cấu hình sai. Ok, vừa rồi mình vừa mới chia sẻ cho mọi người một cái bộ dàn karaoke nó sẽ có những gì, và khi đầu tư hoặc khi nâng cấp dàn karaoke thì mình cần chú ý những điểm gì ha. Thì hy vọng clip vừa rồi của mình chia sẻ ra thì có thể cung cấp cho mọi người một số kiến thức để mọi người có thể đầu tư hoặc là nâng cấp một bộ dàn karaoke làm sao cho nó đúng nhất, xác định được nhu cầu của mình, và cũng như là mình bỏ tiền ra nó xứng đáng với cái kết quả đặt ra, nó xứng đáng với số tiền mình bỏ ra ha. Nếu mọi người thích clip của mình thì mọi người hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn để làm clip tiếp theo. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye. Huy chờ khán giả cái anh Huy. Huy. Bye bye.